Anh em nhá, hôm nay mình đi câu lăn xê thì lâu lắm rồi không đi câu lăn xê, thì hôm nay mình có mặt màn chơi chủ hồ để xem người ta sẽ phản ứng như thế nào anh em nhá. Đây là tiền 1.000 với cả 2.000. Thì hôm nay mình sẽ đếm đủ cái số tiền hôm nay từ cái hồ câu này, nó có 100.000 thôi. Câu lăn xê thì thực ra thì hồ câu 100.000 cá nó không to anh em ạ. Cái hồ câu Vân Dũng ấy thì anh em biết rồi, thực ra người ta cũng không cho câu lăn xê đâu, thế nhưng mà hồ người ta dễ mà, với cả thực ra cá nó cũng rất chi là ít nên là cũng không quan trọng lắm, không thích thì mình thả xuống cũng được, không sao. 1.000 và 2.000 thì mình sẽ đếm đủ 100.000 anh em nhé. Đủ 100.000 thì thực ra mình sẽ gửi tiền chủ hồ, cái lúc mình gửi tiền chủ hồ để xem người ta sẽ phản ứng như thế nào. Bây giờ ngồi đếm cho đủ 100 anh em nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6, 4, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100.000. 100.000 vẫn còn anh em. Thì hôm nay mình sẽ lấy 100.000 tiền 1.000 với cả tiền 2.000. Ra giả tiền chủ hồ xem người ta sẽ phản ứng như thế nào. Chơi lầy tí. Đúng 100.000 luôn. Ok anh em. Giờ đi chọn mồi lăn xê. Giờ đi chọn mồi lăn xê, sau đấy mình làm video hướng dẫn chọn mồi lăn xê, sau đấy thì nắm mồi rồi ra hồ chiến anh em. Chúng tôi lục đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Anh em đăng ký kênh để ủng hộ video của mình nhá. Bye bye. Lại đi câu lục nha anh em nhá. Câu lục kết hợp lăn lăn xê. Vẫn cái hồ 100.000 nhá anh em nhá. Mẹ trên kia bao nhiêu mẹ. Này mà nấu cá đi. Cám gạo mẹ chua anh em nhá. Rồi nốt mồi đấy rồi. Thực ra thì cái thời tiết hôm nay đi đánh mè nó không hợp lý đâu anh em ạ. Thời tiết hôm nay đi nó không hợp lý đâu, nhưng mà mấy anh em bị cắt giảm biên chế ở nhà hết rồi. Đây là không có trò gì đi kiếm cá về ăn để dự trữ thực phẩm anh em nhá. Hy vọng là cái dự trữ thực phẩm này nó ok, không vấn đề gì cả. Ok, trong cái trường hợp là được cá bà con nhé, không được cá thì ăn chun lại mất được cân thịt. Không được cá đấy lại mất hai cân thịt. Trời nó mới nắng cơ thì chỗ này nó còn thứ sáu nắng to. Thứ sáu các cụ đó đi câu phải đẹp ngày nhá. Anh em này cái thùng thính này nó đến nửa năm này, nhìn này nó nhôm nhôm nhấp nhấp hết rồi. Đợt này mà bây giờ đánh trôi thì bánh cuốn chả luôn. Chỗ này thì một ổ thì quá nhiều, còn hai ổ thì nó cũng hơi nhiều quá, nên là thôi đánh hai ổ anh em nhé. Men nó lên gớm không, men này nhìn như tuyết luôn. Mùi
Ui, mùi này bây giờ quánh trôi, ngon lắm. Cái thùng này ủ quá lâu rồi anh em. Ở dưới vẫn vàng ươm kìa anh em. Ngon lắm. Quá nẫu luôn. Không theo chia được ba ổ em ạ. Ờ, ba ổ. Để hôm nào nắng thì xúc của anh tiếp. Thứ 6 thì anh tiếp. Chia ba ổ đi, xúc thêm một xúc nữa thôi. Đấy, thế thôi, ok. Ý, xúc bé thế, không tí nữa. Rồi, ngon. Ba ổ không theo lại còn bốn ổ ấy rồi. Được rồi đấy. Nhà yeah. Còn nhiều phết thì được có đùa. Tưởng còn ít nhưng mà còn nhiều không tưởng anh em ạ. Bánh cuốn chả luôn. Đây. Một gói cắm trứng còn một gói cất đi để hôm sau. Ừ, chính là để gần hết để hử ra ngon nha. Nhớ đi cái mùi hôm trước anh em mình đánh ở của mình cầm. Cắm trứng nhá. Cắm trứng ba vì quán đồ câu bán 10.000 gói. Cụ ra mua lại mình 8.000 gói. Còn mua tận nơi sản xuất thì chắc là 2.000 nhá. đảo qua này lên đấy nhá, đảo qua qua tí thôi. Rồi đều giải đều giải đều, đều. Gà đào bốc ba quả trứng vịt ở trong tủ củ nó cũng gà thôi, đập trứng vào trong đảo qua qua lên là được em ạ, không còn đảo kỹ đâu. Trứng gà là trứng vịt tủ lạnh đó, hàng sướng anh em mới đứng trứng gà thôi. Trứng vịt nó nổi, bốc bớt vào đi, bốc bớt đi, nó nổi gậu bây giờ. Lần thua gì anh mà nổi sao nó nổi được, nhiều phúc quá. Anh vịt chèn trước ngồi tổ vịt thật nhiều sốt quá, sốt mà lén túm lên lộ bên mình. Ba em trứng gà hoặc trứng vịt, mọi khi đều đoán bánh trứng gà. Hôm nay đi kiếm mãi chẳng có trứng gà, đi làm ba quả trứng vịt bà con nhé. Thế thôi em ạ, không còn đảo nữa đâu, cho túi chứ. Túi này trứng nó ngấm đều. Ok, cái thế thôi, đảo đều qua tí nó quết thính xuống nó không tơi. Trộn mấy phút là xong rồi, thính chuẩn bị thì lâu, trộn thì mấy. Nếu nó câu trộn bằng xe, nó câu lục thì mấy. Đấy, anh em, xong ổ thính đơn giản không? Thính này không phải là mỗi trôi với mè đâu, trừ chấm đen là thôi. Chấm đen thì thực ra thì mình chưa câu được, chứ còn tầm chấm trắng, chấm chiếc thì vẫn cứ lên bình thường anh em. Chưa sợ đánh chấm đen đấy, ăn vẩy đấy. Ừ. Hôm trước có đánh lên cái vẩy chấm đen. Thoải mái. Anh đang bị trúng mà. Ok, đi dọn dẹp anh em nhá, xong rồi nhá. Đi ra hồ nhá.
Còn chưa lắm mồi đi hỏi được cái nào chưa, đùa anh hãm thế gì. Em này mớm em lên em đốt phòng bảo vệ nha anh ấy, đừng có đùa. Anh em bắt đầu ném ổ nhá. Ném trong phao tí được em ơi. Rồi ok, thế cứ thế đấy, cứ thế phải. Luyện thính ném ấy. Đấy, đẹp rồi, đẹp rồi. Ôi. Mày cứ ném bừa đấy, trúng trúng chả trúng thì trượt. Đéo gì. Ôi. Ôi, ăn chun rồi. Tự tin lên em. Ôi, phát này bằng cái chiếu rồi. Nguyên hỏa bác tích là lém hộ tay to. Ơ. Ơ. Đéo quả. Đéo thì run thế. Được 3 quả đầu tiên thì ngon. Thôi được rồi, đéo sao. Cháu là bắt cắm đen, cháu không bắt cá con. Nằm thính hơi tơi tí anh em nhé. Thôi được rồi, không sao. Nếu mà hỏng ổ thì coi như lấy đi câu chơi đi anh em. Ổ này 200k anh em nhé, ổ hoàn bưởi. Mới lên 200 xong. Thì do là hôm nay mình đi xuống dưới cái hồ dưới kia thì tất cả dưới mấy cái hồ dưới kia người ta nghỉ hết rồi. Thì các con hồ này chắc là người ta mở trộm. Thôi đi câu anh em nhé. Ok, nằm thính xong rồi thì ngồi chờ kết quả thôi. Vâng anh em, đây sắp tiền 1.000 nhá. Thôi mang xuống Vân Dũng bị đóng cửa đây, nên tí cho ông chủ hồ này ăn nhá. À quên, tí để giả ông chủ hồ này xem ông có lấy không nhá. Ông không lấy thì thôi, ông lấy thì mình chịu. Ông sướng quá mẹ, ông sướng quá xử đi được. Nhiều cục tiền nó phải ít đâu đúng không anh em. Đó. Đang để thừa 1 lít đi. Uầy. Mang tầm cục tiền đâu. Có thế nào là có cả tầm 5.000 ở đây. Quên không mang cả cục kia đi, mang cả cục kia đi là có đủ 200 luôn. Cục này 200 anh em. Bỏ thêm một tờ 100 vào đây nữa. Vừa ném thính xong anh em nhé. À, cô em đang cầm cần. Hôm nay ném ổ thính nó khoảng bằng cái chiếu đôi thôi, anh em yên tâm. Cá con nào mà dài khoảng 3 mét kiểu gì cũng dính. Đây rồi, chủ ra thu tiền rồi. Ăn chun. Hôm nay chưa lên đường này đéo lắm rồi. Chỗ này khuyến mại à, thế là nào đây? Có tiền. Có tiền đây. Đi thôi. Mai vào câu. Tiền xin đi bày tốt.
toàn nghiêm 1.000 này. Hoàn cảnh thế. Chưa có lấy không? Có lấy đã. Ở nhà là tháng nay không có. Ở nhà là tháng thì nghỉ dịch này. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6,
50.000 nữa này, 150.000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, béo không đủ tiền nên ông cứ tưởng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy, dư đúng 1.000 này. Hết rồi đấy. Ra ngân hàng vay mãi mới được tiền đấy đi. Ôi, bây giờ được cái thì về ông ăn nhé. Cười xin cười. Không buồn xả. Anh em giơ tay lên nào, bởi vì vừa dính con chấm trắng nổ trục rồi còn đâu. Nó đã đen thì cái gì nó cũng đen. Qua lại thì không bao giờ lộ được. Chán. Còn một cái ngũ cuối cùng thì nó cũng đã ra đi rồi. Tèng 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 tèng. Cái này lúc đầu là em nhìn này nó hơi sẵn sẵn. Thì luôn. Tao rất thử nó đã đấy đâu, mày cuốn vào máy cái con mà có mà giật con 1 cân nó cũng nổ. Khác đéo gì mày buộc đâu. Dài hơn. Kéo xuống 5 phân. Chắc là chạy nói chạy 2 cái à. Ăn chun rồi. Máy được con chấm nổ anh em ạ. Xem nào. Anh em tiếng rưỡi thì chưa thấy gì nhá. Tiếng rưỡi thì chưa thấy gì và cũng rất vui là hiện tại hồ có 7 cần nhá. Hiện tại hồ có 7 cần câu và chưa có một bất cứ một ai lên một con cá nào. Kể cả mấy ông câu từ sáng kia. Chưa có ai lên được bất cứ một con cá nào anh em nhá. Nên là nếu mà cả hồ hôm nay móm thì mình cũng thấy bình thường thôi. Tại vì cả hồ móm nhá, không phải một mình nhưng mà cố gắng hồ của mình thì đang có tâm, đang cố gắng để bắt lấy xem có được cái con gì không anh em. La. Ui. Con này lẩu canh chua thôi. Con này thì đóng gớm không? Em bắt trước anh đấy. Đừng có đùa. Con này cũng phải được một bát cơm này. Con đầu tiên. Có ít ấy kìa, nhổ nó ra. Con này lấy làm cái gì nữa à, anh em ơi. Được đúng một con thiểu con này. Đó, con thiểu lúc chiều quay phim này. Nhưng mà hiện tại là rực rỡ nhất hồ nhá. Đó, đi về này anh em, hôm nay là chính thức là toang này. Nhưng mà vẫn chấp cả hồ nhá. Cả hồ 7 cần có mỗi tôi được con này thôi, còn lại móm tất. Một con cá thiểu mà chấp cả hồ tăng 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 tăng. Rồi ok. Đen thôi đỏ quên đi. Hẹn anh em ở các video sau. Gì vậy? Ok, let's go, về thôi.